Một nhà biên kịch tên David tính tình trầm lặng, đi cùng với vợ mình là Ami, đến quê cũ của Ami để sáng tác kịch bản mới, đến thị trấn nhỏ nhiều năm xa cách. David và Ami lòng tràn trề sung sướng, cùng dùng bữa tối lãng mạn tại quán bar Breaky. Charlie, người yêu cũ của Ami, đột nhiên thân mật chào hỏi Ami, đồng thời chủ động ngỏ ý giúp Ami sửa ống nước. David thấy Charlie và Ami là bạn cũ của nhau, liền đi đến quầy gọi một ly bia. Charlie đột nhiên có những cử chỉ thân mật, lại thêm lời nói khiếm nhã khiến Ami tỏ vẻ không vui. David nhìn thấy những bức hình chụp chung của Ami và Charlie treo trong quầy bar, liền hiểu hết mọi chuyện. Lúc này Jeremy, người không may mắc bệnh chậm phát triển trí tuệ, đi vào quán bar. Huấn luyện viên Tom Hayden biết rằng do con gái mình đối xử rất tốt với Jeremy, lo sợ Jeremy sẽ làm hại con gái, bèn nổi giận. Bà chủ khuyên Jeremy đi ra ngoài. Huấn luyện viên không kiềm nén được tâm trạng, làm loạn lên. David và Ami từ quán bar đi ra, nhanh chóng về đến căn nhà đã rời xa từ rất lâu rồi, mặc dù nhiều năm không tu sửa. Trông có vẻ hoang tàn, nhưng sự có mặt của David và Ami đã nhanh chóng mang đến sức sống cho căn nhà cũ kỹ này. Máy nghe nhạc, đầu nai và còn rất nhiều những mẫu vật lịch sử rất lâu đời khiến người ta cảm thấy chủ nhân của chúng như chưa từng đi xa. Tình cảm của Ami và David rất sâu đậm, cảm xúc ngọt ngào luôn tồn tại khi ở bên nhau, họ luôn tâm sự với nhau những lúc rảnh rỗi. Bỗng nhiên một con vật xông đến, khiến David sợ tái mặt, bình tĩnh nhìn lại, thì ra con mèo nuôi trong nhà tên là Fruity, Ami cuối cùng cũng tìm được nó, cô vô cùng vui mừng. Mặc cho David một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn. Sáng hôm sau, trời vẫn chưa sáng, những tiếng cưa sắt chói tai vang lên, khiến David đang ngủ ngon bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, ngây người một lúc, tiếng nhạc lại vang lên và tiếng nói chuyện của mọi người phía bên ngoài. Lúc này mới biết là Charlie dẫn mọi người đến sửa mái nhà. David đề nghị mọi người có thể bắt đầu làm việc muộn một tiếng nữa, nhưng Charlie vẫn kiên quyết theo ý mình. David tính tình ôn hòa, luôn âm thầm chịu đựng mọi chuyện, mọi người vì thế mà luôn bắt nạt anh, họ tùy tiện vào nhà lấy bia. Mặc dù Ami từ lâu đã quen với những người hàng xóm này, cô cũng không đề phòng gì, nhưng thấy chồng mình không vui cô liền nói với anh. Nếu anh không thích cứ việc nói ra, David đề nghị Charlie đừng tùy tiện cho mọi người vào nhà nữa, nhưng Charlie lại không thể hiện thái độ rõ ràng với những người hàng xóm. Charlie mời David đi săn, nhưng David lấy lý do phải viết kịch bản nên từ chối Charlie. Sau đó Charlie và mọi người về đến quán bar náo nhiệt, cùng nhau uống bia, vui đùa, chơi bida. Trong lúc này Ami và David đang đánh cờ, sống một cuộc sống ấm áp và tuyệt vời tại một thị trấn mới. Nhưng tại quán bar, huấn luyện viên đang nói chuyện với Daniel, anh trai của Jeremy. Nhắc nhở anh ta, nếu Jeremy dám tiếp cận con gái ông ấy, nhất định sẽ không bỏ qua cho Jeremy. Cảnh sát John cảnh cáo huấn luyện viên rằng họ đang ở trong một xã hội pháp trị, không được sử dụng hình phạt bừa bãi. Cuối cùng cũng miễn cưỡng đạt được thỏa thuận, Jeremy không được tiếp cận con gái ông ấy, nếu không Daniel sẽ phải đích thân đưa cậu ta đến bệnh viện tâm thần. Sáng sớm ngày hôm sau, Ami đang kiên trì chạy bộ, âm thầm chạy trong khu rừng yên tĩnh như một con nai. Charlie và bạn của anh ta đang dõi theo nhìn ngắm, cơ thể hoàn mỹ và đầy sức quyến rũ của cô. Có thể nói là nhìn chằm chằm, đầy dục vọng. David trong lòng đang không vui, nhưng không muốn trách vợ, bèn lấy dẫn chứng về con chó rơm để làm ví dụ. Con chó rơm là tập tục cổ xưa của Trung Quốc. Người ta sẽ lấy rơm làm chó để dùng làm vật tế lễ, nó cực kỳ linh thiêng, nhưng sau đó liền bị ném vào trong xó, tùy ý dẫm đạp trở thành phế liệu. David coi đám người của Charlie như những con chó rơm, Ami cũng vì ánh mắt thèm thuồng của người khác mà cảm thấy khó chịu. David cuối cùng cũng không kìm được lòng, bèn khuyên Ami đừng mặc đồ ít vải như vậy nữa, để tránh những phiền phức không đáng có. Ami cảm thấy mình bị xúc phạm, không đồng ý và trách móc chồng cô, cảm thấy buồn tủi Ami liền tức giận, đứng bên cửa sổ buông xõa tóc nhìn đám người của Charlie, cởi áo ngực. Sau đó quay người kéo rèm cửa lại. David cảm thấy do vợ quá hấp dẫn nên trong lòng không vui, bèn lấy chiếc xe thể thao đi về phía thị trấn. Giữa đường đám người của Charlie chọc ghẹo David, khiến David suýt chút nữa va vào chướng ngại vật trên đường. Trong lúc sửa xe, David vô tình nhìn thấy con gái của huấn luyện viên. Janice và Jeremy có quan hệ không bình thường. Anh trai của Jeremy là Daniel lại gần ngăn cản, đồng thời nghiêm khắc dạy dỗ Jeremy không được ở cùng phụ nữ và dẫn cậu ta về nhà. David đến quán bar Breaky, bọn người của Charlie cũng đang ở đây. Hàng xóm mời David tham gia hội nghị truyền giáo trong sân vườn, mục sư truyền đạo cho mọi người, sau đó họ dùng bữa ngoài trời, David đồng ý dẫn vợ cùng tham gia. Một người không tin vào thần thánh như David, thực sự không thể chịu được, mọi người chăm chú ngồi nghe mục sư giảng những kinh thánh khó hiểu như vậy. David bèn một mình đi ra ngoài hít thở không khí, Ami lặng lẽ nhìn theo anh, David bỏ đi giữa chừng khiến mọi người đặc biệt chú ý. Charlie lại luôn miệng than phiền vì David bỏ đi giữa chừng, nhưng anh chấp nhận những lời nói đó, đồng thời nhắc nhở Charlie không được thích vợ hàng xóm. Nhưng Charlie lại nói là do Ami đang dụ dỗ anh ta. Ami đi đến Charlie liền thân mật chào hỏi cô, trước vẻ mặt không hài lòng của David, vậy mà Ami còn cố ý vui vẻ nói cười trả lời Charlie. Bữa tiệc dã ngoại bắt đầu, mọi người ca hát nhảy múa. Các bạn trẻ đang trên sân bóng cùng nhau vui chơi thỏa thích.
David tham gia vào cuộc chuyện giữa Amy và các bạn chính là Janice, người mà anh đã gặp trên thị trấn. Charlie bước tới, sau đó Jeremy cũng đi tới. Huấn luyện viên nhanh chóng chạy đến quật Jeremy ngã xuống đất. Đột nhiên Amy đứng ra ngăn cản, huấn luyện viên vốn dĩ không phục, cuối cùng Charlie cũng đứng ra giải tán đám đông. David biết chuyện này dường như không đơn giản như vậy, nên anh không đồng ý Amy nhúng tay vào chuyện này. Trong khi đó Amy, một người trọng tình nghĩa không nghĩ rằng mình đã làm sai, ra về trong không khí nặng nề. David đang cảm thấy rất bực mình, anh mở tủ lấy quần áo đi tắm, đột nhiên phát hiện con mèo yêu dấu của Amy bị treo cổ chết trong đó. Amy sợ hãi vô cùng, cô liền tìm khẩu súng mà bố cô để lại để sẵn dưới đầu giường. Sự phản ứng thái quá của Amy khiến David cảm thấy chuyện bé xé ra to. Amy muốn hỏi David đi hỏi Charlie cho rõ ràng mọi chuyện. David quyết định dùng phương pháp của riêng mình để xác minh chuyện này. David nhờ đám người của Charlie mở giúp cái bẫy gấu, dự định dụ dỗ họ để tìm ra sự thật. Bất ngờ Amy bên sữa ra làm hỏng kế hoạch của David. Charlie một lần nữa mời David đi săn, David không chịu thua kém nên đã không nghe lời khuyên của vợ, liền đồng ý với Charlie. Khi đi săn, David hỏi Charlie về việc con mèo trong nhà bị thất cổ chết. Anh ta nhìn xung quanh không trả lời. Trong lúc đi săn, đạn của đám người đi cùng suýt bắn trúng David. May mà David phản ứng nhanh nên tránh được tai họa lần này. Lúc này Charlie đã tạm biệt mọi người rồi đi con đường khác, đến thẳng nhà Amy gõ cửa. Amy mới đi chạy bộ về. Amy hỏi Charlie về chuyện con mèo. Charlie một mực phủ nhận. Charlie luôn muốn chiếm hữu cô. Anh ta bắt đầu cưỡng hôn cô, lại còn làm trò đồi bại với cô. Nhưng lúc này chiếc máy nghe nhạc cũ bỗng nhiên vang lên. Bạn của Charlie là Norman đi vào và tiếp tục làm vậy với cô. Charlie ngồi bên cạnh hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Amy khóc gọi tên David. Trong lúc này David một mình trong rừng rậm săn được một con nai rất đẹp. Sau đó David về nhà cùng cảnh sát John. Thấy Amy ngồi trên giường với vẻ mặt khác thường, trách móc mình quá yếu đuối. Không kìm nén được cú sốc lúc nãy bèn nổi cáu. Amy buồn bã không kìm lòng được bắt đầu bật khóc. Cô muốn rời khỏi nơi này, nhưng David không cam tâm bị đàn chó rơm này đuổi đi. Anh nhất quyết ở lại. Ngày hôm sau, David cho đám người của Charlie nghỉ việc, đồng thời thanh toán 5.000 đô tiền công. Tối đó, Amy một lần nữa đề nghị muốn rời đi. Cô không đồng ý tham gia trận bóng đá thứ 6, nhưng David vẫn không đồng ý bỏ cuộc. Trận đấu bóng bầu dục hôm đó, David và Amy đến sân vận động trên chiếc xe cổ mà bố để lại. Sân vận động mỗi năm tổ chức một lần sự kiện lớn, không khí vô cùng náo nhiệt. Nhân lúc trận đấu chưa bắt đầu, Janice đi đến chỗ Jeremy. Trong lúc trận đấu đang diễn ra, Janice dẫn Jeremy đến căn phòng dưới tầng hầm. Huấn luyện viên không thấy Janice đâu. Sau khi phát hiện con gái đang ở cùng Jeremy, bèn đi tìm cô. Jeremy trong lúc hoảng sợ, vô tình làm ngạt chết Janice. Trận đấu rất hấp dẫn và gay cấn, nhưng trong đầu Amy luôn xuất hiện những hình ảnh bị cưỡng hiếp, nước mắt cô tuôn rơi, David liền đưa Amy về trước. Trên đường anh đụng phải cái gì đó, chiếc xe đang chạy với tốc độ lớn, suýt chút nữa mất lái. Sau khi dừng xe mới biết là Jeremy, cánh tay của anh ta bị xe đâm thấy cả xương, Amy sợ hãi vô cùng. David vội vàng gọi điện cho trung tâm dịch vụ. Sau đó đưa Amy và Jeremy về nhà trước, huấn luyện viên và đám người của Charlie đuổi đến nhà Amy, đồng thời yêu cầu Amy giao Jeremy ra. Cảnh sát John cũng vừa đến, John khuyên David hãy giao Jeremy ra, đưa đến đồn cảnh sát để điều tra về việc của Janice. Trong khi đó, huấn luyện viên nổi giận bắn chết cảnh sát để diệt khẩu, đám người của Charlie dự định giết luôn cả Amy và David. David đang cố gắng mở cái bẫy gấu ra, rồi bảo Amy lên lầu lấy khẩu súng của bố. Khi Amy lên lầu, nhìn thấy đám người hung hăng bên ngoài, dùng dầu đốt cháy chiếc xe thể thao của mình. Điều này khiến cô sợ hãi vô cùng, Charlie dùng súng bắn vỡ bóng đèn trong nhà. Chúng điên cuồng tìm lối vào. David phát hiện một tên đang len từ cửa sổ vào nhà, liền dùng máy bắn đinh, bắn vào tay hắn, làm hắn dính chặt ở cửa sổ. Sau đó dùng dầu sôi, hất thẳng vào huấn luyện viên, ông ta kêu gào thảm thiết rồi chạy đi. Tạm thời yên ổn, David mở máy nghe nhạc cũ lên, những nốt nhạc cổ xưa vang lên, Amy cũng bình tĩnh lại, Charlie nghe tiếng nhạc ngày trước, bây giờ tới lượt hắn tiếng vào để quyết định thắng thua. Hắn dẫn người dùng xe đâm đổ tường nhà, David tấn công tên đầu tiên bước vào, cướp lấy súng rồi hạ gục hắn, tên thứ hai to con đi vào, David tập trung hết sức lực, dùng súng đánh hắn gục xuống sàn nhà. Cuối cùng Charlie cũng bước vào, Norman leo thang phá cửa sổ lèn vào, định một lần nữa làm bậy với Amy. David nhanh chóng chạy lên, thề chết bảo vệ Amy, Charlie đồng thời giương súng chĩa thẳng vào Norman. Charlie kiên quyết không nhượng bộ, lúc này Amy cầm súng hướng về Norman bắn chết hắn tại chỗ. Charlie đánh David ngã xuống nền nhà, David lúc này yếu ớt khắp người đều là máu, ngã từ trên lầu xuống, Charlie đuổi theo. Tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu David, Amy từ phía sau bước tới, đồng thời cũng chĩa súng về phía Charlie. Charlie kiêu ngạo đứng lên quay người lại, vì hắn biết súng săn đã hết đạn. Lúc này David đã khởi động bẫy gấu, nhân lúc hắn không chú ý bèn bị kẹp trúng cổ, và cuối cùng cũng xong, ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả. Phản kích cũng là lựa chọn duy nhất của David và Amy. Khi họ bị ép vào bước đường cùng, nhịn không phải là nhục, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Bộ phim đến đây là kết thúc.
Mình là Thỏ, xin chào và tạm biệt các bạn. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.